Chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Bắc Bộ thì từ đêm nay dự báo là sẽ có mưa dông, chấm dứt chuỗi ngày nắng. Cụ thể như thế nào vậy hả chị Hương Liên? Vâng, dự báo là từ rạng sáng mai Bắc Bộ sẽ chuyển mưa do có sóng lạnh đẩy rãnh áp thấp xuống. Mưa sẽ bắt đầu từ vùng núi trước, sau đó mở rộng dần xuống khu vực đồng bằng. Lưu ý là ở vùng núi sẽ có điểm mưa to cục bộ, đề phòng lốc sét, gió giật và sạt lở đất. Mưa sẽ duy trì trong ngày mai, nhờ vậy trời sẽ dịu mát hẳn. Trên bản đồ trường nhiệt, màu nhiệt sẽ chuyển từ cam vàng của ngày hôm nay sang vàng nhạt trong ngày mai, tức là giảm khoảng 4 đến 6 độ, xuống còn 26 đến 29 độ. Dạ vâng, vậy còn hôm nay thì các khu vực khác thời tiết ngày hôm nay cụ thể như thế nào vậy hả chị? Vâng, Trung Bộ dự báo là các thành phố cũng sẽ đều có nắng trong ngày cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế xuống đến Nha Trang, Phan Thiết là 31-32 độ. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trời cũng nắng từ sáng đến khoảng 2 giờ chiều. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa nhiệt độ trong khoảng 30-32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ nóng hơn, 32-34 độ. Sau đó sẽ chuyển mưa dông rải rác, có điểm mưa vừa mưa to, lượng từ 25 đến 50mm, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Trên biển, vùng biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tốt lên, ít mưa, trời nắng, gió không quá cấp 4, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Dạ vâng, cảm ơn chị Hương Liên với những dự báo thời tiết vừa rồi và hy vọng cũng sẽ giúp cho quý vị khán giả chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong các hoạt động trong ngày Chủ nhật khi mà nhiều gia đình có thể tham gia các hoạt động ngoài trời.